nay nhớ đến thăm đi cô Hà Mỹ Xuân là Trưng Nhị với lại cô Hà Mỹ Xuân đóng vai chị với tờ dịch lụa đó. Ừ thì đó, thấy không? À, công chúa Quyền Nghe hả? Không phải công chúa gì dân dân á, Bích Dân, công chúa Bích Dân, đúng rồi, công chúa để lên đỉnh rồi cô hóa nhắc lụa bên này vô đây nè. Đây là Trưng Nhị mấy cô. Đó, hồi đó là đóng vai công chúa Bích Dân phải không cô? Bích Dân. Rồi sao là cái gì Xuân Lan mới đấy. Này mấy cái thằng này dễ hồi xưa. Thấy chưa? Thì sao cùng Trưng Trắc, cô Thanh Nga, Trưng Nhị, cô Hà Mỹ Xuân. Ấy ảnh cầu hôn. Còn đây là cái đĩa hát luôn. Đầu tiên 45 tour rồi đó cô. Đúng rồi. 33 tour, 45 tour rồi đó. Kia là cái dĩa đầu tiên mình thâu. À dạ. Cái gì luôn rồi. Nhưng mà mấy lần xa xa gì giống cô Lệ Thủy á. Xa xa giống cô Lệ Thủy, này cái hình này giống cô Lệ Thủy nè. Tôi cười chị Thủy khi nói tao đi đâu ăn nó hay tao có bà con với mày hả? Đó, giờ cái hình giống nhưng mà ở ngoài thì giờ không yeah. Đừng thấy mà lâu rồi giờ cô đâu có đi hát hả? Còn hát không? Đâu có lớn lắm đâu, cô thanh tiền, cô mỏng tiền cô đi. Đâu có lớn lắm, nó hơi già thôi. Thôi cô mỏng tiền, cô đi hát. Cô mỏng tiền vậy là lớn cô mấy tuổi hả? Lớn hơn, cô mỏng tiền bằng chú. 76 hả? 76 hả? Ngồi đi. Ngồi ngồi cô ơi, cô chú ngồi. Trời đất ơi, nhà biết nha. Bình tĩnh quá nhiều. Chú ngồi, chú ngồi luôn chú. Ờ, chú ngồi chiếc cái xác sâu nghệ, cho nghệ sĩ ngồi không? Nói chú là cái nhà, chỗ này cô nhà cũng rộng quá chứ. Ba phòng. Đó, rộng. Cái này, ủa? Mình ở trong phòng thôi. Ừ, khách khứa bạn bè, kêu bao lâu rồi, mấy nhỏ nó về. Cô về Việt Nam bao lâu rồi? Về được tháng... Tháng 10. Tại vì về tới là mấy đứa bạn nó bút. Tới luôn. Bây giờ qua Tết tháng 3. Tháng 3 là cô về Pháp. Rồi cái xong cái tháng giữa tháng 5 là đi Mỹ. Đi chơi nữa. Mỹ xong rồi là 3 tháng ở Las Vegas. Dạ. Thôi. Gái mình ở đó. Bây giờ nói thiệt chứ bây giờ ai được với cô chú cứ đi chơi không là thoải mái quá rồi. Mà chứ cười lắm. Cái nhà mình ở mà thấy ai vô cái tụi tôi chỉ ít ở tôi chỉ bán đi. Tụi chỉ cho mướn tôi đó tôi sợ dơ lắm. Sợ lắm. Nhưng cũng đẹp nè. Dạ. Hay mình gọi xí xọn đây còn đẹp. Dạ. Dạ. Gái mình tôi nói đàn bà gái nó dữ nghe không mẹ lớn tuổi mà má mình cũng vậy nghe nằm một chỗ mà muốn tay muốn chân đó bây giờ mà ông già của tôi như anh tôi thấy là anh Điền nó giống ông già mà dữ lắm về anh Điền không nhận tới vẫn anh Điền là ông mẹ anh sáu mà cô có biết con là con của ai không sao biết ai nó nghe qua anh Toàn chứ ai đó mình nè anh Toàn này với anh Khả Năng đó là ba người đó dạ là như quỷ phá nhà trai vậy à. Nghệ sĩ siêu quậy lắm á cô. Tôi nói sao cô mình nhiều chuyện vậy nha. Sao lỡ biết chuyện ở đâu vậy không biết. Quá trời. Cô coi cô lúc con có 12, 13 tuổi. Đó vậy hả? Dạ. Anh ngồi đâu? Hôm nay con bị thảm. Chào mấy cô Thanh Nga. Dạ, 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 được rồi. Tụi con hãy thơ mình. Uống ca, uống cà phê. Không, bây giờ vậy nè. Uống nước mơ hay là uống cà phê đá. Đó. Cà phê là bé ông già. Hả? Cà phê là bé ông già. Cà phê bé này. Em nước mơ đi. Dạ. Mơ đi tới. Dạ cô coi như cô đâu có bệnh gì đâu phải không? Khỏe không? Có bệnh điệu. Không có bệnh điệu hả? Bệnh điệu thôi. Mà bệnh nó khó chữa lắm. Bệnh nó bệnh hao tiền tốn của thôi à. Bẩm sinh nó vậy rồi, biết sao giờ. Cười quá. Vậy là cô cũng khỏe. Lên cỡ tuổi này mà toàn đi là mình hưởng thụ không mà hồi đó mình có cơ cổ đi giờ mình đi chơi không? Cũng nhờ con cái không? Không, tại cô chú lãnh được tiền hưu á. Chứ đều năm người con sao đó. Con thì đứa ở Mỹ, yeah. Thằng trai ở đây, à, cũng ba đứa khác. Cũng có một người trời. Con trai gái đủ? Đủ hết. Yeah. Nội ngoại đủ hết. Đúng gái đúng. Mình ở Mỹ, yeah. Mà một ngày nó phân mình hai lần. Yeah. Sáng một lần, rồi tối một lần. Hỏi thăm. Mà lúc nào cũng vậy hết trơn á. Con trai ở đâu vậy nè? Trời ơi, ai bây giờ? Trời ai có điệu ở đây ta làm. Đây giờ? Đã làm 4 nhà hàng rồi. Trời ơi. Bên tay 2 nhà hàng. Đó. Trời ơi. Ba đáy nghĩa như kia. Kiwi nè. Hôm nay cô nói là có cái bệnh điệu thôi đó. Dưa lưới vậy. Nhưng mà cô ơi Thanh Long này ăn cái nhã hột phải không? Không. Ờ đúng rồi. Không phải nhã hột mà cái đường hột.
trời ơi còn để ngò lên nữa kìa. Trời ơi, con là hiệu thiệt. Mày cà phê ba. Cái nào là cái toilet con tham qua cái toilet chứ. Đấy, đây. Vô. Wow, dạ. Wow, bộ mình nhà bấm đó đến tham qua cái toilet coi nó sao. Ủa cô, cái trái này là trái gì cô? Ờ, gì vú sữa. Vú sữa bằng kim. Ồ, nè, cái này chú trúng. Vú sữa hoàng hơi chú. Bắt trước nha, kêu uống mơ uống trước. Cứ gạch vậy hả? Đây là nước mơ bỏ soda, một cái món mới của cô Xuân. Uống đi giải cảm nha. Uống đi, giọng là uống giải cảm nha. Ừ. Em bỏ đá bớt đi luôn. Ừ. Bỏ bớt, đá bớt hả? Ừ. Bỏ bớt đây có vào về đây cũng được. Đến nhà cô nè, rồi cô đãi ăn nè. Cái cây cô làm heo, cô làm ngò. Rồi. Rồi chú phải đi xuống dưới siêu thị đó mua nước soda lên làm mơ soda cho bà Mười uống. Dạ con cảm ơn chú ạ. Hồi xưa chị với Điền hai anh em thương nhau dữ lắm, trong nhà là hai anh em thương nhiều với chị thứ bảy. Rồi cái hát xong rồi rọi nó biết á, yeah. Hồi đó mình hát cũng nhỏ nhỏ này kia thôi. Rồi hát xong cái đâu có tiền. Rồi cái mình hồi đó kiên chung là lãnh lương tháng. Yeah. Thì anh Điền nói anh thèm phở, tôi có tiền đâu ăn phở. Để anh ra mua nước phở. Mua nước phở, mua bánh mì. Chảm chảm vô ăn. À, đó. Rồi hồi đó mình lấy con trai đầu hương mùa thu mà cứ biết hồi năm 69 66 là cứ biết chị lấy bao nhiêu không? Triệu bạc rồi đó. Wow, nhiều lắm á. Triệu bạc ký con ra đó. Ký xưa, hồi xưa kêu ký công tra không? Ký độc quyền ra chứ hồi xưa là chỉ độc quyền đó đó. Cứ biết là rồi cha giữ hết, đưa hết cho cha má hết, mình không có tiền. Rồi cha mới cho lại 10 ngàn để mua son phấn. Cái ông anh mình, ổng làm cảnh sát gì hồi xưa mà ở ngoài rạch cừa, rạch dừa, dĩ ngoại đó. Yeah. Anh xin đổi về dưới Long Xuyên để gần cha má, để lo cha má. Anh chỉ nói một câu thôi, mất 10 ngàn mà không có tiền để chuyển. Mất 10 ngàn đưa hết cho anh. Cái anh nói rồi cưng tiền ở đâu, tại anh thấy đăng báo. Hồi xưa báo nhiều chuyện á. Cái đăng báo cái xong cái mình mới nói là thôi anh cứ lấy hết đi, rồi nó tiền đâu cũng mua sổ phấn. Không sao, để tiền mà cha cho tiền bánh á. Thì là em lấy cái tiền đó em không ăn, em ăn con nguội. Để em cái tiền đó anh cho anh đem về dưới. Để anh đi về dưới nhớ ở gần đó lo cha má. Ví dụ vậy đó. Mình thì mình sống hơi nặng vậy được. Đúng rồi, sống tình. Mà hồi xưa sao không kêu bằng ba mẹ ha? Không biết. Ba má kêu cha má. Ở quê Long Xuyên. Long Xuyên. Ở đây tụi nó làm tiệc, làm tùng này kia, làm vô của chị Lan luôn. À. Tại vì mình lâu quá mình không có ca được cái thanh đới của mình, rồi biết là nó với một cái thứ hai nữa mình đang đau cái thanh đới của mình đó, là thể bây giờ mình nói chuyện mà lâu đó là cũng bị ho. À bữa hộp cô nói con cô cảm đó phải không? Không có đó, cảm là khác, nhưng mà bây giờ cái dây thanh đới của mình lâu quá đi thì mình nói chuyện nhiều đi nữa là cũng bị ho. Tiền trời ơi. Chị tùy cái đứa hát hoài đó. Tại còn có thể cái con ca không chị Tuyền đó mà ca mà không ngừng luôn á. À cô hay. Tại cô không có ca bỏ nào lượng dữ lắm. Lộc tôi chỉ dữ lắm. Mà thiệt mình có ca hoài thì nó thoát hơn đó cô á, còn không nó bị tù luôn á. Ở nhà có hai vợ chồng, rồi đi đâu chơi là mình chỉ cảnh trí này kia thôi. Mình cảnh trí thôi chứ còn thử thật là mình cá mình không ca lâu lắm rồi. Dạ. Ở bên Pháp thì cô mở nhà hàng phải không? Có nhà hàng. Dạ. Trời ơi, hồi đó xa hả cô? Hồi đó có biết cái gì đâu mà làm nhà hàng. Dạ. Chồng làm cái tôi nói anh ơi ở nhà hoài chắc chết quá thôi chắc anh ra ngoài làm. Mà cái nhà hàng ngộ lắm nha, mình làm với tính cách gia đình thôi. Dạ. Chứ không phải là cái nhà hàng ăn. Cái nhà hàng ăn thì mình biết đãi khách thì cho mình biết hết. Nhưng mà tới đó làm cái nó thương mình á, tôi biết không? Cách tay không à, nhà hàng mình phân tay là toàn cách tay không à, toàn kỹ sư, bác sĩ này kia không. Mà mình lúc mà mình nghỉ rồi đó, cái con đó hết nổi, ăn xong biết là tự mấy con đầm này kia, nó dộn chén vô trong cái chỗ rửa chén luôn. Rồi chị mới chén.
thương, nó nói con đợi em như trong nhà tao vậy đó. Mà cái tiệm bển mình nhỏ xíu gần tôi fan thì cũng nhỏ lắm, nhưng mà có một cái là mình 4-5 lượt khách. Cho khách nào mình cho vô giờ nào, khách nào cho vô giờ nào. Vậy nó đỡ. Chứ nếu mà vô mà ào ào vậy nó cực. Đó, thành ra là mình làm ở đó cũng vui. Vui có cái là mình, à, mình cũng thích nấu ăn. Cái gì? Lưu là cái gì ở nhà? Đó, ăn luôn. Cô chị ở đó nè. Xuân Liên Hoa. Đoàn Xuân Liên Hoa. Bầu á. Là cô là bầu. Nơi tập trung những giọng vàng. Hồi đó anh Dũng Thanh Lâm thì cứ hát đâu. Dạ, làm gì bây giờ còn mấy cái thương nãy giờ. Nãy giờ ông vô trỏng, ông lục, ông tìm rồi. Rồi, Xuân Liên ba con nó nghe kỹ lắm nghe. Cái hình mà cái gì đó. Anh vừa đó đóng kiều của bạn. Đóng kiều bên Tây đó. Trời ơi, đóng kiều bên Tây. Là cái này mình hát kiều bên Tây nè. Đóng thí kiều hả con? Hát cái kiều mà hát là theo của Tây, đạo diễn Tây. À vậy là lấy cái giọng này. Trời ơi, này giống cô Thanh Nga quá. Đạo diễn Tây. Này giống cô Thanh Nga quá. Báo chí của Tây. Là cô đóng ra thí kiều ở bên Tây. Đạo diễn người Tây. Ủa đạo diễn Tây sao dựng Tây? Trời, nó về đây nó nghiên cứu dữ lắm á. Nghiên cứu mới dựng được chứ. 2005 tới giờ chú cha. Ủa cái chữ néo chữ đức cái chữ đức mà đọc néo đó ta đọc chữ néo ơi, mà đọc cái gì mà thì đó thì chữ néo ta đọc chữ néo thì sao ta nói ủa cái gì mà néo dương kiều đều néo đường kiều để néo đường kiều à kiều. Néo mà mình hát kiều mà mình hát có mình không à dạ à đọc thoại đọc thoại hát con mình đọc thoại mình năm lớp hết nha giỏi vậy trời ơi trời chết đạo diễn rồi đạo diễn ở luôn đạo diễn người Pháp đạo diễn người Pháp đạo diễn người Pháp rồi nó có cái đồ anh cái hình cái gì gì nó có cái panel của nó dài Bắc Khê Trần Văn Khê cái này ở bên Pháp hình này bên Pháp Pháp đó hát mình nên đó rồi đồ đạt sao cô ở bên người ta mang cho mình đặt không gì đây mình đặt Kim Ngọc. Má thấy thương á. Tướng con lùn lùn giống má Kim Ngọc. Kim Ngọc dễ thương lắm. Dạ. Chị Giao Minh. Con Giao bây giờ mập đã chắc tại Giao uống thuốc về khớp cho nên nó mập quá. Không, mình ngộ lắm, mình lớn tuổi mà uống thuốc này cái nó ra thuốc khác à, nó ra cái khác hả? Dạ. Chứ còn bây giờ cô Hồng Hải dễ thương. Cô Phương Liên. Chồng cô Phương Liên hay. Được mà. Không, anh được. Được không? Anh được á. Anh được nè. À cô Lệ Thủy đã nè, ớt thế cô Lệ Thủy nè. Đâu bây giờ cô Lệ Thủy đâu? Nè, hổng ra giỡn ra hả? Ờ, hổng ra luôn. Cô Giàu, cô Thủy, cô Giàu, Thủy với ai đây? Còn người này? Cô Lệ Thu, em chị Lệ Thủy á. À, Lệ Thu, giống đi kèm. Chị giống như cây sâu, chị vẫn thương em, thương chồng. Mà còn nghĩ xa cả sinh mạng bao người như thế sâu. Thí dụ chị Nguyễn Thanh Trung Huệ là luyến lái, thí dụ vậy ha, chồng chị Thủy thì tự nhiên, còn mình ca là ca dấu,
dấu nặng, dấu sắc, dấu quyền, dấu rõ, mình phải dấu. Ví dụ như trong lớp có ba chữ mà dấu thì mình phải ca ba dấu là ba, ba là vậy, ba hai ngàn sách nha. Cô Mỹ Châu thì cái chọc sách, chọc dầu thì ca cái dây, cái dây thấp. Ừ. Cái gì đồ á, như vậy là cô cho Châu nhỏ hơn tuổi cô hả? Bằng tuổi. À, mình Châu, mình Dương, Tô Kim Hồng, đó là bằng tuổi. Hôm nay là nhóm tới thăm cô Hà Mỹ Xuân để mà gợi nhớ lại, bây giờ cổ không chịu hát nữa mà cổ nó bây giờ cổ bỏ lâu lắm rồi, cái thanh đớ cổ bị nó bị tù rồi, không có mua tan nữa, leo lại không có nhà. Nhưng mà nếu mà nói thì không bao giờ quên được một Trưng Nghị ở sân khấu Thanh Nga ngày xưa, cô đúng như Trưng Nghị ha. Mà lên đây thấy cô chú rất là một năng lượng, rất là hạnh phúc, thì tụi con cũng chúc mừng, tụi con cũng mong cô đưa cái bàn tay cô đi. Cô được bác xin vía. Vía à, hay không? Xin cái vía để con mốt con mượn tuổi cô, con cũng hạnh phúc như vậy. Cô đó. Cũng... xin cái vía. Tối ngày đi xin vía được không? Mình đó thì không có, cũng có pháp danh. Yeah. Nhưng mà đều có cái mình tu thoải mái lắm. Dạ. Ăn chay, ăn độ gì, mình ăn chay thì không ăn chay thành Phật hết trơn á. Dạ. Mình thấy nếu vậy mình trâu bỏ thành Phật hết rồi, đâu có bệnh đâu. Dạ. Thấy không? Nhưng mình ăn chay để mà cho mình tránh sát sanh. Dạ. Cái thứ hai mình là khỏe trong người. Dạ. Dạ. Một cái thứ ba nữa đó là nói thật lòng là có một cái là sống, cuộc sống rất là đơn giản. Sợ nhất là cái gì? Không, bây giờ bất cứ là đạo nào không ai qua được cái chữ nhân quả hết. Dạ. Thấy không? Yeah. Nhân quả. Dù bây giờ mình có khổ, có gì đi nữa, mình phải chấp nhận. À, chắc có nhiều nhiều kiếp. Đời này có được, có thể nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ hai là biết ơn, ghi ơn và trả ơn. À, hai cái đó. Yeah. Sống như mà biết mình làm nổi không thì chị làm tới đâu hay tới đó mà đúng ra đó sự thật không có giàu, không có tiền giúp người ta đâu, thì miễn có mình đi chơi là được rồi. Nhưng mà có một cái là đi đâu đi được, ăn gì mà ăn được, chứ một cái mừng nhất là con cái là biết là có nhiều người thương. Thật như vậy đó, đi đâu ai cũng thương, ai cũng mến. Chứ mình cũng biết tiêu lăng này cái đó. Dạ, nó vui ơi. Dù sao bây giờ cũng có chú kế bên nữa, coi như là vậy là đúng gì nữa. Chứ như con thì giờ đâu có chú nào kế bên đâu. Tự nhiên cô nói ta qua nó thấy mà ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ thế này. Dạ, cô chú là có liền. Có cái gì này là ví dụ như mình nói chứ mình cũng ba đời rồi. Dạ. Nhưng mà có một cái là cái hai người mà để mà cuối đời là mình gặp rất là quan trọng. Dạ đúng rồi. Hồi mình còn trẻ đó, mình có thể là mình chịu đựng được. Dạ. Nhưng mà lớn tuổi đó là rất là khó. Mà hai người mà cùng hợp với nhau thì thấy là mình chịu đựng cái nết của mình á. Cũng như là chú mà gặp cô đó. Dạ. Chú cô chỉ có quen biết nhau từ lễ cưới. Vậy hả? Từ lễ cưới. Đúng là cái gì á? Không tình em đã có định pháp. Định pháp. Rồi tôi nói vậy, chị xin chị cứu tôi được. Trời ơi. Người luôn. Rồi bạn sao? Cái mặt cà ma mà nó biết gì. Tôi kêu mà chỉ ra. Chị luôn nhà hàng, có cái lương chưa có nhà hàng. Chị kêu mà chị rồi sao chú kể cho cụ tình với chú thôi. Chú nói chị xin cho tôi cứu tôi. Bây giờ thì mày có sẵn đây tôi làm là lúc tôi đã yêu bà đó. À. Tôi có bài thơ. Ồ. Bà yêu, cái đó là yêu thầm. À. Cái tựa là sai. Sao? Tại vì mình buồn, mình uống rượu. Tôi là thơ từ đặt này. Cứ xa đi, ta chẳng thèm suy nghĩ. Nghĩ làm gì, ta thực hiện được hay không? Không có khó không, thế đời luôn lý độ. Đổi thay, thay đổi chuyện trường tình. Tình yêu yêu mãi trong căm lặng. Lặng lẽ âm thầm, mặt lắm cay. Cay đắng, mặn nồng, thêm thú vị. Vị men đưa lối tận năm bồng. Bồng rai tiên cảnh, hư tay thật. Thật khai hư, ta phải ước mong. Mong ước một ngày chung đôi mộng. Mộng xây hạnh phúc cuối cuộc đời. Cuối câu này là đầu câu kia, trước này là đầu câu kia. Nhưng mà rồi bả chịu đi hả? Chịu, từ cũng cần hai tuần được chờ. À, hai tuần sao? Quen tuần bảy tuần một cái sinh nhật mà tôi làm chiếc thỏ cho mẹ. Dạ. 80 cuộc đời của bả. Trời, bả thấy cười lắm. Ổng thì ổng hỏi mình coi mình có chồng không. Dạ. Ổng nói trời vợ mình lấy vợ người ta đâu có được. Đúng rồi. Vợ mình lại lấy người ta, vợ mình cũng không chịu. Dạ. Cái mới hỏi thăm chị Liên mình nè. Ơi chị Liên hỏi chị Xuân thì giờ chỉ sao, bây giờ nó ở mình mà nó muốn con nó cứ kêu qua Mỹ mà nó chịu đi. Cái ổng vậy chị thấy tôi xin cưới chị Xuân được không? Xin cưới ổng mà ngộ lắm, có chuyện lấy mình nghệ sĩ nó ngộ.
hồi đám cưới mình nó bẩn nha. Rồi cái xong cái mấy người đó đồn tin rần 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 lên. Ủa sao đâu thấy hai người quen đâu, yeah. Có tuần hả? Dạ. Sao bà không theo gì đó, gì theo dõi gì? Tìm hiểu. Tìm hiểu. Tìm hiểu. Tìm hiểu. Hiểu người già thấy mồ hiểu gì nữa, thấy ngang biết rồi hiểu gì nữa giờ. Đó. Rồi cái xong cái đám cưới bẩn cứ về bên này. Về bên này cái xuống Long Xuyên đám hỏi này kia. Yeah. Ở đây đó thì đám hỏi trước. À, anh ổng là kêu bà già đi xuống, đi xuống dưới Long Xuyên á, rồi để đám hỏi trước ở đó, rồi cái bên đó mình mới làm đám cưới, rồi về để đám cưới rước dâu là cái mà trong đời mình làm đầu tiên đám cưới. Trời ơi hay là 50 tuổi hả? 50 tuổi là coi như là ồ hay ha, là cô chú là cái duyên á, cũng như cái tên mà Nguyễn Xuân Không đó, tôi đạt ít nhất một phần trăm mấy chục bài thơ, nhưng mà tôi lấy một bài thơ đầu tiên dài bả thôi, tên Hạ Nguyễn Xuân nghe. Ở ai sao xuyên tâm tinh chị hát hết chị hát đấy ao là đỉnh số thê phu cuối đời, mỹ xuân duyên dáng tuyệt vời, yêu em mãi mãi đầy vơi tình nồng, xả thân hai đứa mong ưu tư suy nghĩ tấm lòng gửi trao, an vui hạnh phúc bên nhau, nhớ thương thương nhớ dân trào mới yêu. Vậy sao người ông ta nói như vậy á, để em như vậy là ông này cũng là thơ sĩ nha. À, con về nha một chút để cho con bữa cơm bữa khác thôi, bữa khác lên ăn, bữa cho hai trước rồi mời lên ăn rồi. Dạ, anh chị không làm gì.